Hello mọi người, mình là Crazy Line đây. Tự nhiên hôm nay mình mới nhận ra một điều là từ trước tới giờ mình toàn chỉ các bạn là những điều không nên làm trong blog food. Vậy rồi rốt cuộc các bạn phải cài gì trong blog food đúng không? Ok, nên là hôm nay mình sẽ chỉ các bạn ha. Còn bạn nào đã qua C3 rồi thì coi hết cái video này coi là đúng hay không nha. Và cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm với những bạn mới chơi đó hả? Hello, và nếu như các bạn kéo xuống và like video này của mình thì tỷ lệ ra được trái quỷ xịn của các bạn sẽ tăng lên rất là cao. Yo, thì đối với cái điều đầu tiên ha, đó chính là các bạn có thể tìm được trái quỷ xịn và thích hợp để đi farm. Mà cụ thể ở đây đó chính là trái của mình ha. Một trong những trái farm ngon nhất trong blog food hiện tại. Cái âm thanh kiểu quá đó chắc chắn không phải do mình làm nha. Và cái lý do tại sao mình nói chơi hùng mình ngon hả? Thì các bạn xem điều này nè. What? Cái tầm đánh của nó khá là xa ha. Nên là chắc chắn con quái nó không thể nào mà gây sát thương lên cho bạn được rồi. Và đương nhiên không phải ai cũng có may mắn nó có thể sở hữu được trái hùng mình đúng không? Yes, sure, chắc chắn là như vậy rồi. Nên mình có tặng trái quỷ vinh diễn. Và mỗi chủ nhật cuối tuần nếu như các bạn bấm nút đăng ký vào cái chuông thông báo cho mình thì các bạn đã có thể tham gia được sự kiện này đó. Và ngoài ra thì mình nghĩ thì các bạn có thể sử dụng trái Magoo hoặc là trái Light để có thể farm. Mặc dù nó không nhanh như trái hùng mình nhưng mà có dễ hơn không đúng không? Hello các bạn, thì đến với cái thứ hai, đó chính là các bạn có thể thức tỉnh trái quỷ của các bạn lên V2. Và điều đó nghe khá là pro đúng không? Không những khiến các bạn trở nên mạnh hơn mà còn khiến các bạn trở nên đẹp trai hơn nữa. Tin mình đi, human V2 lúc nào cũng tốt hơn human V1 hết, tại vì nó bự hơn mà. Thì để mà thức tỉnh được trái quỷ V2 á, các bạn phải nhập code để đi vô được cái căn phòng bí mật ha. Thì cái code đó chính là đỏ xanh xanh xanh. Ý mình là không cái xanh lá cây nữa nha. Nhưng mà để dễ nhớ hơn thì các bạn hãy nhớ là 1 nè 3 2 3, rồi sau đó thì các bạn bấm theo thứ tự từ trái qua phải là ok. Quá đơn giản đúng không? Sau khi nhập code đó thì nó sẽ mở cái cánh cửa bí ẩn cho các bạn đi vô ha. Đối với các bạn đang ở C2 á thì các bạn cần phải leo cầu thang lên ha. Nhưng mà mình ở C3 mà. Một chiêu thôi. Tới đỉnh luôn. Ý gì? Ây da. Thì sau khi lên được đây rồi thì các bạn hãy nói chuyện với NPC này. Và sau đó thì lựa cái chip mà các bạn cần phải đi red. Nhưng mà ở đây thì mình đang xài chiếc human nên mình sẽ mua cái red human ha. Cái red khó nhất thế giới luôn. Chỉ xài mỗi mochi thôi. Sau đó thì các bạn chui dưới cục màu xanh này và bấm vô cái nút là ok. Thì nói chung mấy cái red này cũng đơn giản thôi, các bạn chỉ cần đánh bại con boss là ok. Còn mình thì không thể rồi đó. What the fuck, này là con quái vật chứ con boss gì? Mình khuyên á là các bạn nên đi red từ 3 đến 4 người đi nha, chứ không thì cay đỏ gì. Vô đến với cái thứ ba này cũng khá là quan trọng ha. Thì cái món đồ này nó sẽ nằm ở cái đảo băng ở chỗ này. Đặc điểm nhân dạng ở chỗ này là có mấy cái nhà ha. Đúng rồi đó, mình hết biết rồi. Thì cái món đồ đó chính là Superhuman. Nghe thôi là các bạn cũng cảm thấy được cái sự xịn sò của nó đúng không? Đương nhiên rồi, đây là cái món đồ mà các game thủ ưa thích nhất kể cả C3 luôn. Thật sự thì ở C3, các thanh niên PvP Pro rất là hay xài cái Superhuman này luôn. Và bởi vì các bạn biết đó, cái món đồ này rất là xịn. Nó là để lấy được nó thì cực kỳ khó luôn. Để lấy được cái super human đó thì các bạn cần phải có 300 mastery trên tất cả loại võ. Và quan trọng hơn đó chính là 3 triệu belly. Thì đối với một bạn C2 thì 3 triệu belly là quá là nhiều luôn á đúng không? Nhưng mà các bạn đừng lo bởi vì nó xứng đáng với điều đó. Bởi super human nó khá là dễ để combo ha. Thì mình sẽ làm ví dụ cho các bạn coi. Bây giờ mình sẽ combo chết con quái này luôn. Tại lâu quá mình chưa xài. Nhưng mà không sao các bạn, tin mình đi, nó rất là xịn. Hồi nãy mình đùa thôi, bây giờ mình sẽ làm lại cho các bạn xem nha. Đó, dắt vô. Rồi, bấm chữ C văng ra. Ít. Rồi mình xong rồi. Bùm. Đó, các bạn thấy không? Quá đỉnh. Và cái điểm đặc biệt ở đây đó chính là cái Superhuman này nó quýnh không có bị văng ra. Ý mình ở đây đó chính là quýnh nó không có bị di chuyển á. Kiểu như là cái cây vũ khí này nè, các bạn đang quýnh cái nó nhảy lên phía trước này thấy không? Nên là nó khá là phù hợp cho cái việc mà sử dụng cái trái human để đi farm ha. Hello, thì đối với cái điều tiếp theo mà các bạn có thể làm ở trong Block Food, đó chính là các bạn hãy đi lấy cái Gold Mask ha. Đây chính là một trong những món phụ kiện xịn nhất ở C2 đi farm. Bởi vì nó có thể hút máu khá là nhiều. Nên là khi sử dụng cái Gold Mask này đi farm á là các bạn không cần phải nâng cái điểm defense quá nhiều. Đây là nâng cái điểm máu á. Và cái món đồ này cũng cực rẻ nữa, chỉ có 50 Ectoplasm thôi. Thì để lấy được Ectoplasm thì các bạn cứ quýnh mấy con quái ngoài cái thiền á, thì nó sẽ có cái tỷ lệ gây ra. Nói tỷ lệ thôi chứ gây ra hoài luôn á. Vô, và đến với cái thứ năm cũng chính là cái quan trọng nhất mà mình nghĩ là các bạn nên làm ở C2 luôn, để sau này khỏi mất công phải quay lại nữa. Đó chính là up tộc lên V2 và V3 ha. Yeah, và mình nghĩ là ai cũng sẽ làm điều này thôi. Bây giờ up tộc lên nhìn ngầu vãi, trừ tộc human nha. Ok, thì để up tộc lên V2 á thì các bạn lại nói chuyện với NPC dưới gốc cây này ha. Mình không biết là lý do tại sao mà mấy NPC này lại trốn trong bụi nữa. Thề luôn á, toàn đứng trong hang trong hốc gì đâu không à. Đây là một ví dụ điển hình ở chỗ up tộc V3 ở dưới cái núi chỗ này nè. Các bạn đi vô, nó vẫn là ở trong hang trong hốc. What? Tại sao lại trốn mình chứ? Thì đó chính là hai cái chỗ up tộc của V2 và V3 ha. Video này đã hết rồi, nếu như các bạn thích video này nhớ lại cho mình một like, đăng ký kênh bằng chuông thông báo nha. Bye bye các bạn.